Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha cô chú anh chị. Đây, bữa nay mấy anh em đi hết rồi, còn chị Nhi ở đây nè, bả thay nước cây phát tài đúng không chị? Cây này cây phát tài hả? Phải không? Đúng rồi, cây phát tài. Cái nước ở trên đình nó rất là nóng luôn. Nóng sợ cây phát tài bị ngủm cục tỏi hả? Ngủm thì nó không ngủm, cho mình thay nó. Mấy ngày mình thay nó một lần. Nhiều quá. Đau quá. Nó hơi nhiều đúng không? Trời ơi, cẩn thận. Cái bình này giống như Ấn Độ á. Phải mấy Ấn Độ đội đầu á. Tay múa á. Mấy người đó người ta quen. Mấy người đó hay á. Mình đội cũng được vậy. Nhưng mà nó đội nó có cái miếng vải trên đầu nó kia. Mình đội cũng được nó, nhưng mà đội xong rồi chút đi mua khác. À, mấy cái cây nó ra lá nó kinh không? Bữa trước nó chết hết mấy cây rồi. Cây sống đời mà. Sao chết được? Bị con ấy nó ăn đó. Hu hả? Ừ, nó ăn rồi phải, nó nhanh nhở nó phải cắt đó. Hu sao? Được bên. Để qua bên đây. Chúc chị Nhi tưới 2 vòng luôn đi. Hồi nãy anh còn tưới rồi. Hồi tải tưới là trời nắng gắt nó càng nóng thêm nữa, giờ trời mát rồi nè, tưới cho mát. Hồi nãy anh còn tưới đó. Tưới mấy cây cây đó kìa. Đây tưới mấy cây kìa, để nó chết kìa. Bắt nắng sừng gì lên nước tưới rồi. Trời ơi. Có mấy anh Hoàng Vinh tưới rồi. Bắt coi kia tốn ra mình bắt cho nó lên chuột. Cái nước đổ từ cái cây phát tài đây nè, mình có thể tưới rồng được nè. À, tưới chút tưới rồng luôn đi. Để sau đầu rảnh đâu đưa đây. À, thanh giỏ để bút nước kìa. Tưới 2 4 chậu rồi. Cái xô này là nước để em chăm bình. Còn lấy cái xô này là hết luôn. Nó chính xác từ từ cho tao. Xô bự gì sao nổi. Từ để người ta đổ nước trong bình ra kìa. Trời ơi, trời, nói tiếng Việt mà không hiểu, nó mang đi thì chứ. Anh muốn giúp đỡ. Bữa nào tôi nói tiếng Anh là ông bỏ ông trốn luôn. Thu quá. Nước trong mà. Chữ không? Mạnh bất ghê. Bất gì mà thôi. Thì Nhi nó nước trong bình nóng, sợ cây phát tài chết. Nó đang khù lùi nè. Với lại thỉnh thoảng mình cũng phải 3-4 ngày mình phải thay lần chứ. Sao mà nó đen lại nè, thấy không? Nó tỏ cả màu đen rồi nè. Tỏ màu đen là ý là nó không đồng ý đó. Rồi chưa? Rồi, tưới luôn phải không? Đúng luôn. Rồi, đây nha, quay. Anh Thành Võ đi la tưới mấy cây tiểu thư nè. Mai tiểu thư. Đó, trời ơi. Rồi nó xanh lại liền luôn kìa. Dữ thiệt. Đi một xô tưới con cây vậy ông nội. Nhiều chưa đủ nữa. Một khác, mỗi cây một xô. Anh Thành Võ đi múc nước nữa rồi cô chú anh chị ơi. Bữa nay anh làm chuyện tốt quá trời bất ngờ luôn. Chắc chiều nay nắng chứ không mưa đâu. Rồi anh đi hứng nước bên kia kìa. Anh xách nước tới nè cô chú anh chị ơi. Tới cho cây nó tốt. Bữa nay anh làm anh đã làm gì tốt rồi. Quá giỏi luôn Thành Võ ơi. Thôi thôi cậu chết tới giờ mới thấy đó. À, anh hứng nước à. Sao nãy mình không lấy dây chuyền ra ta? Thôi xách đi cho cậu thương. Sao tính dở vậy? Chứ có dây chuyền ra tới chỗ rồi cũng như không mà. Đó, buổi chiều cũng có khán giả tới cô chú anh chị ơi. Khán giả này chắc khán giả ba la mặt hay gì. Đó, khán giả tới quá trời luôn kìa.
một. Hỏi kênh của chị tên gì? Rồi qua đây, qua đây. Góc nghi ốp đi sao? Rồi xong rồi hả chị Nhi? Gì lẹ vậy? 4 giờ chiều rồi thì dọn luôn. 2 phải không? Bên đây 3. Em 4 luôn mà. 4 hả? Anh 5 mới được. À 5. À, chờ các bạn đi nha. Ủa mấy mấy em ở đâu? Dạ, em ở Kiên Giang. Ở Kiên Giang hả? Ủa này đi du lịch lên đây hả em? Dạ. Là mình lên đây hâm mộ. À mẹ hâm mộ em dạ. Chị với Linh hả? Dạ đúng rồi. Ủa chị là tới đây lần đầu tiên hả? Dạ đúng rồi. Để hai cái bình góc này luôn, lát lên để cho nhà chờ đó chị, sáng mai mình bưng ra. Cái này em để góc này nè chị không? Đó, để xuống, mai em bưng lên chị. Ở cho mình lên đây khi nào mình mới về? Chắc tầm tối tối hoặc cỡ 6 bây giờ. Là mình đi xe nhà. Đi xe nhà lên đây. Ừ, mấy em lên xem hình cậu cho nhà chị, nhà Liên qua tại đàn chứ. Dạ rồi. Ủa sao biết anh Chảnh hay vậy? Dạ mới đi nãy chú tài xế mới chở anh kia. Vậy hả chỗ chú tài xế biết luôn ha. Chú tài xế hay vậy? Chắc là chú cũng đã chở nhiều khán giả rồi á. Ha. Chú thì chở nhiều khán giả rồi. Chắc là anh đó anh cũng có chở ai đây có rồi. Có biến rồi, cho nên ảnh giới thiệu hai em. Dạ đúng rồi. Dạ không anh luật sư ảnh nói. Rồi. Anh luật sư hả? Dạ đúng rồi. Anh luật sư hả? Trời ơi. Ủa, anh nào là luật sư? Anh đó anh luật sư mà nãy giờ anh không nói. Dạ, cái này tên gì vậy mấy anh về? Dạ, Bùi Hải Vlog. Giang Nguyễn Hoàng. Đây Ngọc Nhi Official. Cảm ơn cô ngay cô. Trời mới mốt máy ra quay chưa hết về rồi. Buồn ơi là buồn. Cảm ơn hai người đẹp nha. Dạ. Mai còn ở lại nữa hả? Dạ. Rồi. Mai nhớ tới nha. Mai nhớ tới nha. Mai nhớ mai có cho anh quay nữa hay gì? Chứ sao giờ vậy trời. Mất trễ quá mà. Mất rồi. Rồi chiều nay thì Khoa nấu tím đi hết phân nửa rồi cả nhà ơi. Bông hoa làm đang cắm dọn lại nha. Rồi cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em.